Đà Nẵng, thành phố biển năng động với vị thế chiến lược trong bản đồ du lịch toàn cầu, đang dần khẳng định vị thế của một thành phố phong cách sống toàn cầu. Nơi đây không chỉ là đầu tàu kinh tế miền Trung mà còn là thủ phủ nghỉ dưỡng quốc tế, thu hút khách hàng từ các nơi trên thế giới bởi vẻ đẹp quyến rũ và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Dự án Nobu Residence Đà Nẵng mang đến cho một không gian sống thượng lưu, đẳng cấp và xa hoa, dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa, sửa đổi những địa điểm nổi bật vượt trội. Dự án kiến tạo nên một biểu tượng mới cho phong cách sống thượng lưu tại thành phố biển năng động. Với vị trí đắc địa và di sản hiếm hoi, dự án nằm ngay mặt tiền đường biển Mỹ Khê, top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, sở hữu tầm nhìn panorama tuyệt đẹp ra biển và thành phố, dễ dàng kết nối đến các trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, sân golf và các điểm du lịch nổi tiếng khác của thành phố. Giao lộ đắt giá và là tâm điểm của mọi hoạt động kinh tế, văn hóa và du lịch tại Đà Nẵng. Với thiết kế kiến trúc độc đáo, phong cách Japanese, sự kết hợp kinh tế giữa tinh hoa văn hóa Nhật Bản và Scandinavia mang đến sự kinh tế, thanh lịch và sang trọng. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, tạo không gian sống thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Sử dụng vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cư dân. Với tòa nhà phức hợp mặt tiền biển cao nhất Đà Nẵng, sở hữu độ cao ấn tượng 186m, mang đến tầm nhìn trọn vẹn khung cảnh thành phố biển năng động. Thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng, mang đến không gian sống thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Cùng tiện ích đẳng cấp và trải nghiệm thượng lưu, đầy đủ các tiện ích cao cấp như hồ bơi vô cực, spa, gym, nhà hàng, bar, khu vui chơi trẻ em hay khu BBQ, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí của cư dân. Dịch vụ ban quản lý và vận hành chuyên nghiệp bởi tập đoàn danh tiếng, đảm bảo chất lượng cuộc sống hoàn hảo cho cư dân. Nhà hàng Nobu có view biển cao nhất trong hệ thống nhà hàng Nobu toàn cầu, mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế và đẳng cấp. Cùng với đó là giá trị đầu tư hấp dẫn. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, khan hiếm, tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Với thương hiệu uy tín, chất lượng dịch vụ đẳng cấp, thu hút du khách, gia tăng tiềm năng khai thác cho thuê. Ước tính tỷ suất lợi nhuận tăng dần từ 4% đến 6,5% trong 10 năm, mang lại lợi nhuận kéo hấp dẫn cho nhà đầu tư. Số lượng dự án giới hạn, đẳng cấp và riêng tư với chỉ 264 căn hộ nghỉ dưỡng, tạo nên sự riêng tư đẳng cấp cho chủ sở hữu. Mỗi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển hoặc thành phố. Thương hiệu vận hành uy tín là Nobu Hospitality, thương hiệu ẩm thực và khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới, được Rob Roberts vinh danh top 25 thương hiệu sáng tạo đột phá nhất toàn cầu, cam kết mang đến những trải nghiệm sống đẳng cấp và tinh tế cho cư dân. Nobu Residence Đà Nẵng không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, là nơi đẳng cấp, vị thế và chủ sở hữu. Sở hữu căn hộ tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm những trải nghiệm độc đáo, tinh tế và đẳng cấp nhất. Đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa hai thương hiệu. Nobu là sự giao thoa kết hợp giữa hai thương hiệu khách sạn quốc tế là Nobu Hospitality và thương hiệu phong cách sống Nobu Lifestyle. Mô hình Upside Down Business độc đáo giúp Nobu phát triển từ kinh doanh ẩm thực đến đế chế khách sạn và bất động sản hàng hiệu một cách tự nhiên. Với hành trình thành công sau 7 năm ra mắt, Nobu Residence đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với 12 dự án trên toàn cầu. Nobu cũng hứa hẹn sẽ là điểm đến đầu tiên của thương hiệu Nobu tại Đông Nam Á, mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp và phong cách sống thượng lưu cho giới tinh hoa. Và trên bảng việc của thị trường bất động sản Việt Nam, vốn phong phú với muôn vàn món ăn, thì bất động sản Việt Nam chúng tôi cho thấy Nobu là nổi bật như một thực đơn omakase độc đáo, mang đến trải nghiệm đẳng cấp và tinh tế dành riêng cho những ai khát khao sở hữu giá trị tinh hoa ngay tại trái tim thành phố biển Đà Nẵng. Dự án không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu, khẳng định vị thế và đẳng cấp của chủ sở hữu. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của Bất động sản Việt Nam ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.